Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Đây là mình, Nọng đây. Với hai video trước của mình ấy, thì mình cũng đã chia sẻ với anh em về cái trải nghiệm với hai chiếc Micro này. Một là Saramonic Ring 500 Pro B2 và bên cạnh đây là Rode Wireless Go 2. Thì với những anh em nào mà đang phân vân chưa biết lựa chọn cho mình chiếc micro nào phù hợp thì đây sẽ là video của anh em đấy. Cùng đi vào so sánh hai đối thủ nặng ký trên thị trường này nhá. Trước hết thì mình sẽ nói về hộp đựng của hai chiếc hộp này. Thì bên đây là Saramonic Ring 500 Pro B2, còn đây là Rode Wireless Go 2. Thì thoạt nhìn vào anh em có thể thấy ngay rằng chiếc hộp của Saramonic rõ ràng là trông xịn mịn sàng hơn rất là nhiều đúng không nào? Nhưng mà ông cha ta có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đi vào chi tiết để xem nhà Rode có một pha lật kèo nào không nhá. Nói qua về phần thương hiệu một chút thì với những anh em nào mà đang làm YouTuber, làm vlogger, làm phim vân vân thì đã quá quen với cái thương hiệu Rode này rồi đúng không nào? Một thương hiệu đến từ Úc với rất nhiều giải thưởng danh giá. Còn bên đây chúng ta có Saramonic, một đối thủ cạnh tranh và là một thương hiệu đến từ Mỹ, có vẻ là cũng không kém cạnh gì đâu nhá. Rồi, nói về phần thiết kế thì cá nhân mình đánh giá chiếc Rode Wireless Go 2 này có một cái thiết kế trông nịnh mắt và trông có vẻ khôn hơn chiếc Saramonic kia khá là nhiều, bởi vì cái thiết kế của nó rất là vuông vức này, chắc chắn cũng như là bóng bẩy, trông nó rất là sang. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái kẹp này mang thương hiệu Rode này. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một mũi điện mút và chiếc bánh răng như thế này. Rồi, anh em có thể kẹp vào cổ áo một cách rất là chắc chắn. Không như ở bên Saramonic thì mình đánh giá qua cái thiết kế của nó hơi giống một cái bộ đàm đồ chơi của trẻ con một chút. Và chiếc kẹp của nó cũng không quá là chắc chắn, nhìn nó hơi mỏng manh. Bù lại, với thiết kế như thế này thì anh em sẽ có thêm một cái gì? Đó là bộ phụ kiện của anh em sẽ rất là đầy đủ. Saramonic của chúng ta đã rất là hào phóng khi mà thêm vào cho bộ phụ kiện hai chiếc micro line-in để anh em có thể kết nối ở trên cái cổng line-in này. Còn bên Rode thì lại không trang bị cho anh em một chiếc micro line-in nào cả. Anh em muốn sử dụng thì phải mua ở bên ngoài nhá. Bên cạnh đó thì trên chiếc Saramonic này anh em có thể điều chỉnh một vài chức năng trên Quick Menu. Đó là về âm lượng này, về mic gain này, chọn chế độ thu vân vân, cả trên chiếc micro lẫn bộ nhận tín hiệu receiver. Còn ở trên chiếc Rode này, anh em chỉ có một phím duy nhất ở trên chiếc micro, đó là nút nguồn kèm theo chức năng là Mute Unmute. Rồi tiếp đến là thời lượng pin và hiệu năng sử dụng. Đối với nhà sản xuất đưa ra thì Saramonic của chúng ta sẽ có 8 tiếng sử dụng liên tục. Còn ở trên chiếc Rode Wireless Go 2 thì anh em sẽ có 7 tiếng sử dụng liên tục. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm và đánh giá ấy, thì trên chiếc Rode này chúng ta sẽ có khoảng từ 6 đến 7 tiếng sử dụng. Còn tương tự như trên Saramonic, chúng ta cũng có khoảng từ 5 đến 6 tiếng thôi. Thêm một điểm cộng cho Saramonic đó là chúng ta sẽ có một cái đốc sạc có dung lượng lên đến 2000 mAh. Với cái đốc sạc này thì anh em có thể vừa để đựng ba cái bộ sản phẩm này, vừa có thể sạc không dây một cách dễ dàng hơn. Nói về cổng kết nối xung quanh thì ở trên Saramonic lại có một điểm cộng nữa, đó là chúng ta sẽ có thêm một cái cổng line out ở trên bộ receiver khi cắm vào máy ảnh. Anh em nào mà quay phim ý, thì có thể cắm trực tiếp tai nghe vào trên bộ receiver và nghe trực tiếp âm thanh, có thể chỉnh sửa ngay cho người thu âm một cách dễ dàng hơn. Rồi, về bên ngoài thì như vậy, còn bên trong thì sao? Chiếc Rode của chúng ta với mức giá là 7.500.000 đồng thì sẽ có thêm chức năng là ghi âm ngoài. Đối với chiếc micro của anh em ý, thì anh em sẽ có thêm một chức năng nữa ngoài việc thu âm ra, đó là ghi âm. Và anh em sẽ có một cái file backup. Đối với những anh em nào mà cẩn thận chơi kiểu an toàn là trên hết ý, thì cái file backup này sẽ làm cho anh em rất là thích thú đấy. Bởi vì khi mà anh em quay phim ý, thì có thể là camera hoặc là jack kết nối sẽ bị lỗi file âm thanh. Cái file backup này sẽ là một bài thuốc chữa cho anh em đấy. Với những anh em nào mà đang làm phim hoặc là thậm chí là những người thưởng thức video thôi, thì chất lượng của video được đánh giá không chỉ là về hình ảnh mà âm thanh cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng đúng không nào? Vậy thì những điểm như là chất âm như thế nào, loại bỏ tạp âm ra sao, ổn định tín hiệu như thế nào, có tốt không, đường truyền như thế nào, có ổn định không, là một trong những điểm mà vô cùng quan trọng để quyết định nên yếu tố âm thanh đúng không nào? Vậy nên bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm để anh em có thể đánh giá âm thanh của hai chiếc micro này một cách khách quan nhất nhá. Rồi đầu tiên thì mình sẽ test cho các bạn về khả năng lọc gió cũng như là chống ồn ở trên hai chiếc micro này. Như các bạn có thể thấy là bên ngoài trời này đang rất là gió, gió cực kỳ mạnh luôn. Và bên ngoài cũng có rất là nhiều người đi lại cũng như là xe cộ. Và anh em có thể thấy rằng khả năng lọc gió của chiếc Rode Wireless Go này nó bá đạo như nào rồi đấy. Những âm thanh mà anh em đang nghe hiện tại đó là trên chiếc micro Saramonic Ring Pro 500 B2. Và anh em có thể thấy khả năng lọc ồn của nó cũng như là cái bông lọc gió này.
cũng khá là tốt phải không nào? Nhưng mà có một yếu điểm ở trên chiếc Saramonic này ấy, đó chính là cái bông lọc gió này anh em sẽ chỉ có một chiếc kẹp đôi hai lẫy như thế này. Còn trên chiếc Rode Wireless Go thì anh em sẽ có một nâng cấp, đó chính là một khớp kết nối hình tròn, anh em có thể cắm vào xoay ra chiều kim đồng hồ, sử dụng thoải mái mà không bị dễ rơi rớt rụng gì cả. Còn cái này thì sao? Kẹp vào đây cực kỳ dễ rớt đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ đi đến bài test, đó là độ ổn định của khoảng cách cũng như là vật cản, xem nó có gây khó khăn gì với chiếc Saramonic của chúng ta không nhá. Quay đầu lại với chiếc receiver, anh em có thể thấy quay lại là mất sóng đúng không nào? Rồi, mình sẽ đi lùi thêm một khoảng nữa để anh em có thể đo được khoảng cách. Bây giờ mình đã cách chiếc camera đến khoảng từ 30, từ 25 đến 30 mét. Một, hai và bốn, anh em có còn nghe thấy tín hiệu không nào? Giờ mình sẽ đi. Nghĩ rằng là chiếc Saramonic này chỉ có thể đi được xa với khoảng cách là từ 30 cho đến 35 mét. Và tất nhiên không có vật cản nào phía trước thì chiếc micro này mới không bị cắt sóng. Bây giờ đến bài test với em Rode này nhá. Với em Rode này thì như ở video trước anh em cũng có thể thấy rằng cái khoảng cách của nó rất là xa rồi đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ thử với vật cản nhá. Rồi, bây giờ mình đang quay lưng lại với chiếc camera. Và anh em có thể thấy tín hiệu vẫn nhận được rất là tốt đúng không nào? Ok. Tiếp đến là một khoảng cách tương tự và vật cản tương tự so với chiếc Saramonic vừa nãy. Mình sẽ đi vào đây. Thấy mình đang bắn không? Anh em có nhận được tín hiệu không nào? 1, 2, 3, 4. Ok, anh em có thể thấy rằng trên chiếc Saramonic thì nó sẽ bị mất sóng khi mà có vật cản hoặc là khoảng cách quá là xa. Còn trên chiếc Rode Wireless Go 2 này, anh em sẽ không bị mất sóng. Với khoảng cách như thế kia là khoảng từ 35 đến 40 mét thì anh em sẽ thoải mái sử dụng mà không cần phải lo gì cả. Kể cả có vật cản hay là đứng sau tòa nhà đi chăng nữa, anh em vẫn có thể bắt sóng bình thường. Tổng kết lại video thì mình sẽ có một vài lời khuyên cho anh em. Với những anh em nào mà đang muốn sở hữu một chiếc micro có mức giá khá là tốt này, bộ phụ kiện rất là đầy đủ cũng như là ngoại hình ok, có một chiếc case có dung lượng lên đến 2000 mAh để anh em có thể sử dụng làm đốc sạc, sạc không dây cho cả ba thiết bị trên, thì hãy lựa chọn ngay cho mình chiếc Saramonic Blink 500 Pro B2. Còn với những anh em nào mà có điều kiện hơn, quan tâm đến chiếc micro có một chiếc âm rất là tốt, đầm, êm tai này, và sẽ không sợ bất kỳ một cái vật cản nào ở phía trước anh em, khả năng lọc gió chống ồn cũng rất là tốt, thì hãy lựa chọn ngay cho mình chiếc Rode Wireless Go nhá. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem hết video này. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Nhớ like và subscribe cho channel của Tokyo Camera nhá. Tạm biệt anh em.